Xin chào tất cả quý vị đầu tư. Rất vui được gặp lại quý vị đầu tư trong chương trình Tiêu điểm đầu tư phát sóng vào thứ ba hàng tuần. Hôm nay sẽ có một câu chuyện khá là hay để nói chuyện với anh chị. Nhất là sau cái buổi họp đại hội cổ đông vừa rồi, Tuấn nhận thấy rằng là cơ hội mà để giá cổ phiếu thế giới di động sẽ tăng đang đến rất là gần. Và chúng ta sẽ cùng điểm lại xem rằng là cái điểm gì mà chúng ta cần theo dõi trong thời điểm hiện tại. Và những tiêu điểm nào, những cái catalyst nào sẽ khiến cho giá cổ phiếu MWG tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới. Và xin tự giới thiệu trở lại, tôi là Tuấn Hoàng AP. Trước hết thì chúng ta sẽ có một số các thông tin các anh chị có thể tham khảo thêm. Đó là nếu như anh chị có nhu cầu tham gia vào cái cộng đồng đầu tư tích sản và tăng trưởng bền vững. Theo đó thì team sẽ cung cấp cho anh chị những cái ý tưởng mà anh chị có thể tích sản liên tục và xây dựng một tài sản lớn trong tương lai thì anh chị kích vào link này. Đây chính là QR code của Facebook. QR code của Facebook đấy. Thứ hai, anh chị nào mà có nhu cầu về giao dịch ngắn hạn, hàng ngày mua con gì bán con gì thì anh chị có thể join vào link này, là link trên Facebook. Và ngoài ra nếu anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về khóa học chứng khoán thì anh chị có thể vào cái trang này dacademy.vnindex.com.vn. Và nếu không thì anh chị có thể quét cái QR code này, trong đó sẽ lẫn link đến anh chị để anh chị lựa chọn cái khóa học phù hợp với mình. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái câu chuyện của thế giới động. Thì tôi muốn đưa lại cái sứ mệnh của thế giới động khi mà anh Nguyễn Đức Tài chia sẻ trong buổi đại hội cổ đông, đó là gì? Đó là giành lại thị trường bán lẻ cho Việt Nam trong 5 đến 7 năm tới. Và anh có nói rằng là không có chuyện mà để có ai đó ở một nơi xa xôi đến đây múa rìu con mắt thợ đó, và họ đang thống trị ngành bán lẻ Việt Nam. Thì anh Nguyễn Đức Tài muốn đưa ra một cái lời cam kết rằng là đến năm 2025 hoặc đến 2027 anh sẽ giành lại được toàn bộ cái mảng thị trường bán lẻ đó. Thì thị trường bán lẻ hiện nay nó đang rất là chật chội, có rất nhiều các chuỗi bán lẻ đang có mặt tại thị trường Việt Nam, như Ionmail đúng không ạ, Nguyễn Kim, Cycle K, 7-Eleven vân vân. Ở Việt Nam mình thì có những chuỗi như kiểu Vinmart cộng hay là Sài Gòn Co-op. Với Thế Giới Động thì họ đang sở hữu cùng lúc ba chuỗi, là chuỗi Thế Giới Động.com, chuỗi Điểm Mình Xanh.com và chuỗi Bách Hóa Xanh.com. Đó, thì Tuấn nhớ lại câu chuyện mà khi Central Group, cái quỹ đầu tư của Thái Lan ấy, họ mua lại cái Mixi. Thì ngay sau khi họ mua lại, họ mới làm một cái là họ tăng cái chiết khấu cho đối với cả cái nhà cung cấp vào hệ thống chuỗi siêu thị của Mixi. Và chính vì vậy tạo ra một cái làn sóng phản đối rất là dữ dội đối với Mixi. Tuy nhiên thì do Mixi là một chuỗi rất là lớn, và cuối cùng các nhà sản xuất của Việt Nam bắt buộc phải ngậm đắng nuốt cay và chấp nhận cái mức chiết khấu yêu cầu cái phi lý đấy của Central Group. Và đó, thì bây giờ Mixi đang đổi tên thành Top Market. Đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là cái sứ mệnh mà lấy lại cái thị trường bán lẻ Việt Nam ấy, nó không chỉ tốt cho một công ty Thế Giới Động, mà nó còn tốt cho cả nền kinh tế Việt Nam. Nó không bị ăn cái phần tranh lợi nhuận đó vào tay nước ngoài, mà nó tất cả sẽ nằm trong cùng cái GDP của Việt Nam mình. Ok, thì nhìn lại cái lúc mà Central Group mua Top Market, rồi lúc trước họ mua Nguyễn Kim. Khi mà Central Group của Thái Lan họ mua cái chuỗi điện máy Nguyễn Kim, thì người ta nói rằng là bây giờ tất cả các chuỗi bán lẻ đang thuộc về người Thái mất rồi. Và nếu như lúc đó thì Thế Giới Động có tham gia vào thị trường điện máy xanh, điện máy, người ta đặt câu hỏi rằng là MWG lấy cái gì để cạnh tranh được với cả Nguyễn Kim, đúng không ạ? Nhưng bây giờ câu chuyện rất là khác. Khi mà Nguyễn Kim vẫn đang dậm chân tại chỗ, thì Thế Giới Động đã lên một tầng rất là cao, rất là lớn rồi. Họ chiếm đến 40% thị trường điện máy tại Việt Nam. Và hiện tại thì MWG đang cố gắng đưa cánh tay nối dài của mình đến với cả tất cả các điểm bán lẻ nhỏ nữa. Tức là họ đang hướng tới là một cái nền tảng để cho tất cả các cửa hàng nhỏ lẻ, như 20.000 cửa hàng nhỏ lẻ có thể bán hàng của Thế Giới Động. Đó, thì Tuấn nhận thấy rằng là cái định hướng của anh Tài đây là rất là lớn. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là tại sao Việt Nam lại được nhiều các công ty của nước ngoài quan tâm đến thế. Chúng ta nhìn lại cái biểu đồ này. Đây, biểu đồ này. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái cơ cấu dân số chúng ta là một cơ cấu dân số rất là vàng, có 98 triệu dân. Và cái tầng lớp trung lưu đang tăng dần, tức là thu nhập trên đầu người cũng đang tăng dần.
Đó thì đấy là những cái mảnh đất rất là màu mỡ cho bán lẻ. Và cái độ tuổi trung bình, cái độ tuổi trung bình của Việt Nam đang là 32,5 tuổi. Đó, và dự kiến là đến năm 2025 cái thu nhập trên đầu người chúng ta là 5.000 đô, tăng trưởng gần gấp đôi so với hiện tại. Đến cuối 2020 thì cái thu nhập trên đầu người chúng ta là 2.750 đô trên đầu người một năm. Đó, thì đây là một cái xu hướng rất là lớn, và nếu như chúng ta đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta không thể thiếu ngành bán lẻ được. Và Thế Giới Di Động đang là một công ty có rất nhiều câu chuyện hay để kể trong thời gian tới. Chúng ta thử nhìn cái sự phát triển Thế Giới Di Động trong các giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 thì cái doanh thu và lợi nhuận họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Và số lượng cửa hàng cũng tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong giai đoạn này, từ 1.200 cửa hàng lên bây giờ đâu đó khoảng hơn 4.000 cửa hàng. Đó, một con số rất là lớn và họ lớn rất là nhanh. Cái đặc điểm lớn nhất của họ khi mà để lớn nhanh như này, theo Tuấn biết, đó chính là đến từ công nghệ. Khi mà anh Tài anh chỉ có sở hữu có 3 hay 4 cửa hàng tại cửa hàng Thế Giới Động tại khu vực Hồ Chí Minh thì anh đã làm chuyển đổi số ngay từ thời điểm đó. Nếu như chúng ta nhìn các cửa hàng khác ấy, thì họ làm chuyển đổi số khi nào? Khi họ đã lớn ở một tầm nào đó rồi. Thì khi lớn ở tầm nào đó thì việc chuyển đổi số tốn rất nhiều thời gian. Tốn nhiều thời gian là một, và thứ hai là gặp rất nhiều sai sót, đúng không ạ? Thì đây là một cái tầm nhìn, thể hiện cái tầm nhìn rất là xa của anh ấy. Rồi, và chúng ta thử nhìn lại cái biểu đồ giá của Thế Giới Động. Chúng ta nhìn thấy ở đây, từ năm 2014 họ bắt đầu lên sàn cho đến thời điểm hiện tại thì cái giá cổ phiếu của họ tăng tổng cộng gấp 10 lần. Từ lúc lên sàn lúc đó chỉ 14.000 đến bây giờ 140.000. Và trong thời gian đó thì lợi nhuận sau thuế của họ tăng trưởng là 5,8 lần. Đó. Lợi nhuận thì tăng trưởng 5,8 lần, nhưng mà cái đà tăng giá cổ phiếu đã tăng trưởng đến 10 lần. Và chúng ta thử nhìn lại cái sự phát triển của họ nằm ở đâu. Đây, đầu tiên là tại năm 2014 là họ chỉ có mỗi duy nhất một chuỗi là chuỗi Thế Giới Động. Sau đó họ suy giảm từ năm 2015 cho đến 2016. Nguyên nhân bởi vì lúc đó họ bắt đầu phát triển cái chuỗi mới là chuỗi điện máy xanh. Và tại cái chuỗi điện máy xanh đấy thì cái concern, tức là cái nhà đầu tư ấy, họ đều cho rằng là điện máy xanh rất khó để thành công, và họ đang phải cạnh tranh với cả Nguyễn Kim rồi MediaMart, và điện máy xanh lấy cái vũ khí gì để cạnh tranh với cả những cái chuỗi lớn như vậy. Đó, thì đến năm cuối năm 2016, giữa năm 2016 thì cái chuỗi này được chứng minh là thành công. Và lúc đó họ bắt đầu mở rộng ồ ạt, thì giá cổ phiếu họ tăng gấp đôi ngay tại thời điểm này. Đó, thì Tuấn rất đáng tiếc là giai đoạn này Tuấn đã không được sở hữu, Tuấn phải sở hữu từ tít ở trên này. Đó, thì chúng ta thấy là đây là giai đoạn mà điện máy xanh từ năm 2016 cho đến hiện nay họ vẫn là động lực tăng trưởng chính. Mặc dù vậy thì đến hiện tại điện máy xanh đang dần dần bão hòa. Cái khả năng tăng trưởng thị phần của họ bắt đầu giảm đi, và điện máy xanh bây giờ họ đang tìm đến một bến đỗ mới. Bến đỗ mới thứ nhất đó là từ Bluetronics tại Campuchia, và họ đang được thành công. Thứ hai là họ đang tiến đến thị trường Indonesia. Thì tí nữa chúng ta sẽ đến cái phần này kỹ hơn. Và thứ ba là đến cuối 2018, đến khoảng năm 2018 thì họ bắt đầu phát triển cái điện máy xanh, bách hóa xanh. Và khi bách hóa xanh lên thì cũng có một giai đoạn là giai đoạn kỳ vọng rằng là bách hóa xanh thành công ngay lập tức. Tuy vậy thì cả giai đoạn từ năm 2018 này cho đến tận năm 2019-2020, câu chuyện bách hóa xanh vẫn chưa được chứng minh là họ sẽ có thể thành công. Tuy vậy thời điểm này đang rất là khác. Và đó, thì chúng ta nhận thấy rằng là khi điện máy xanh được chứng minh thành công thì giá cổ phiếu họ tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Tăng gấp đôi luôn. Thì đâu đó chúng ta có thể kỳ vọng rằng nếu thời điểm hiện nay bách hóa xanh thành công thì chúng ta sẽ có một điểm bật mới cho cổ phiếu Thế Giới Động. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hơn là từng cái chuỗi này, cái cơ hội sẽ nằm ở đâu. Ok, chúng ta sẽ đặt câu hỏi đầu tiên đối với bách hóa xanh, đó là bao giờ bách hóa xanh có lãi? Nó sẽ giống như câu chuyện ngày xưa khi mà đặt câu hỏi rằng là điện máy xanh bao giờ thì họ có thể có lãi. Đó, thì đây là cái chuỗi mới. Và chúng ta sẽ nhìn lại cái chuỗi này như thế nào. Tuấn có tổng hợp lại một cái chút về doanh thu và lợi nhuận của cái chuỗi bách hóa xanh này. Đây, năm 2018, 2019, 2020 và quý 1 2021 thì doanh thu của họ tăng rất là mạnh, từ 4.200 tỷ năm 2018 tăng gấp đôi lên 10.000 tỷ năm 2019, tăng gấp đôi tiếp lên 20.000 tỷ năm 2020, và 2021 này họ dự kiến là tăng 50%, tức là lên khoảng 30.000 tỷ. Nếu như lên 30.000 tỷ thì quy mô của bách hóa xanh đã tương đương với hai cái chuỗi lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, đó là Sài Gòn Co-op và Vinmart. Thì chúng ta cần phải lưu ý lại rằng là Sài Gòn Co-op là họ phát triển đâu đó đến 30 năm nay rồi, mà cái quy mô họ chỉ đến khoảng 30.000 tỷ.
Và trong đó Thế Giới Động chỉ phát triển cái mảng bách hóa xanh mới chỉ có 3 năm và họ đã đạt đến tầm của Sài Gòn Co-op rồi. Thì chúng ta nhìn thấy là văn hóa công ty này là một văn hóa phát triển doanh nghiệp cực kỳ mạnh mẽ. Rồi, chúng ta tiếp tục nhìn cái phần lỗ, cái lãi lỗ của Bách Hóa Xanh này. Thì cái giai đoạn 2018 là lỗ khoảng 550 tỷ. Khi doanh thu của 2019 tăng gấp đôi thì lỗ của họ tăng gấp đôi lên 1.100 tỷ. Đó. Rồi năm 2020 doanh thu tăng tiếp gấp đôi thì cái lỗ của họ tăng gần gấp đôi, đó là lên khoảng 2.100 tỷ. Nhưng đến quý 1 2021 này, mọi chuyện đâu đó nó đang có chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái phần này. Cái kỳ vọng mới chúng ta sẽ là đến từ cái cuộc họp analyst meeting, tức là về các chuyên viên phân tích vào tháng 5 2021 vừa rồi, là ban lãnh đạo có nói câu chuyện rằng là năm nay sẽ là năm họ sẽ hòa vốn được EBITDA. Và trong đại hội cổ đông thì anh Trần Kinh Doanh cũng kỳ vọng rằng là đến 2022 họ sẽ hết xóa được toàn bộ lỗ của Bách Hóa Xanh và bắt đầu tiến đến mở rộng rất là mạnh mẽ. Thì Tuấn sẽ cùng quý vị anh chị mình sẽ nhìn lại ước tính đó xem liệu nó điều đấy có hợp lý hay không. Ok, chúng ta sẽ cùng nhìn lại ở đây. Biểu đồ đầu tiên là biểu đồ về doanh thu trên mỗi cửa hàng. Chúng ta nhận thấy rằng là sẽ có một những giai đoạn mà doanh thu trên mỗi cửa hàng họ xuống rất là sâu. Ví dụ như là đây là tháng 2 2021 họ xuống chỉ còn 0,95 tức là 950 triệu trên một cửa hàng. Thì đến tháng 3 họ bắt đầu quay lại 1,1 tỷ. Và cả thời gian trước họ đâu đó chỉ quanh khoảng 1,2, 1,3 tỷ. Thì đến tháng 4 vừa rồi, cái mức này họ quay lại 1,3 tỷ. Đó, thì rõ ràng ta nhìn thấy rằng là cái quý 1 vừa rồi là quý 1 mà đang rất là thấp điểm của họ. Do nguyên nhân một phần là họ bị gặp một số các trục trặc trong cái việc phát triển cái chuỗi cung ứng. Thì chúng ta cần nhìn lại là cái chuỗi Bách Hóa Xanh này có một cái rủi ro rất là lớn. Một điểm trừ rất là lớn là khi họ muốn phát triển một cái chuỗi mới, một cửa hàng mới thì họ phát triển được cái khả năng cung ứng. Và cung ứng đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều các hợp tác xã có thể cung ứng hàng cho họ, và họ phải xây tiếp cái DC trước. Đó, thì cái chuỗi Bách Hóa Xanh nó bị nhược điểm là như vậy. Nó mở rộng sẽ bị chậm theo cái khả năng lớn của nền kinh tế. Nhưng ngược lại đây cũng sẽ là một cái lợi thế cho họ. Khi mà người khác muốn tranh miếng bánh của họ thì rất là khó. Đó, thì nó sẽ rất là khác với cả hai cái chuỗi di động và chuỗi điện máy xanh. Rồi, thì chúng ta thử ước tính xem là điều gì sẽ làm cho Bách Hóa Xanh có lãi. Thì Tuấn có đưa ra hai cái hướng có thể làm cho Bách Hóa Xanh có lãi. Một, đó là có thể tăng được doanh thu trên mỗi cửa hàng. Và thứ hai, đó là có thể tăng được biên gộp từ 25%, hiện tại biên gộp của họ đang khoảng 25%, lên khoảng 27-30%. Thì đây là hai cái mà khiến cho họ có thể tăng được cái hòa được vốn. Thì đối với trường hợp của 27-30%, chúng ta có thể nhìn qua cái OEM, tức là cái hàng nhãn hiệu riêng của Thế Giới Động. Họ đang chỉ chiếm khoảng 12% trên tổng các mặt hàng đang bán tại chuỗi Bách Hóa Xanh, và họ dự kiến rằng tăng được từ 12 đó lên 30%. Thì lúc đó là cái biên lợi nhuận họ sẽ tăng lên rất là mạnh mẽ. Rồi thì chúng ta thử giả định lại nhé. Giả định lại nếu như doanh thu mà tăng lên mốc 1,3 tỷ, tức là họ tăng khoảng 200 triệu so với cả cái quý 1 vừa rồi, đúng không ạ? Đây, giả sử doanh thu họ tăng lên khoảng 1,3 tỷ, tức là tăng thêm khoảng 200 triệu trên mỗi cửa hàng. Rồi, thứ hai nữa là biên gộp, mà chúng ta sẽ chạy thử backtest, cái biên gộp tăng từ 25 lên 27 đến 30% thì nó sẽ như nào? Thì đầu tiên, nếu như chúng ta chỉ cần nhìn doanh thu tăng thêm 200 triệu thôi, thì doanh thu trên mỗi cửa hàng tăng thêm 200 triệu thôi, thì tổng doanh thu sẽ tăng thêm được khoảng là 200 triệu nhân 1.000, khoảng 1.800 cửa hàng, nhân thêm 3 tháng thì tăng thêm được khoảng là 1.000 tỷ, đúng không ạ? 1.000 tỷ và với biên gộp đang là 25%, thì tăng thêm được khoảng là 250 tỷ. Và nếu như Tuấn đang ước tính lỗ của quý 1 đang là 550 tỷ thì coi như là lỗ chỉ còn khoảng 300 tỷ mà thôi. Đó, tức là bây giờ chỉ cần cái mốc này, mốc của tổng của 3 này cho trung bình đang khoảng 1,1 tỷ đi. Thì bây giờ quay lại mốc này thôi là chúng ta sẽ được quay lại mốc 1,3 thì cái lỗ nó sẽ giảm đi chỉ còn khoảng 300 tỷ mà thôi so với 550 tỷ lúc cũ. Và thứ hai là chúng ta thử cái làm cái biên gộp này. Biên gộp nếu 27% thì cái lỗ đâu đó chỉ còn khoảng là 160 tỷ đồng. Rồi lên 28% vẫn là lỗ khoảng 90 tỷ đồng, và 29% tức là âm 20 tỷ đồng, và
30% sẽ là dương 50 tỷ đồng trên quý, tức là khi cái biên gộp lên khoảng 30% thì chắc chắn là cái chuỗi này bắt đầu có lãi, đúng chưa? Và chúng ta nhìn lại cái quá khứ anh chị nhé, quá khứ đây chúng ta nhìn thấy cứ mỗi năm là Bách Hóa Xanh lại tăng được cái biên gộp thêm khoảng 2%, ví dụ nhé, 18 lên 19 là tăng được 2%, 19 lên 20 là tăng được 4%. Đó, tức là nếu trong kịch bản xấu thì chúng ta kỳ vọng rằng là từ mốc 25 này đến cuối năm nay nó lên được khoảng 27, tức là tao đó tăng từ 2020 lên hết 2021 tăng được 3%. Đó, thì trong cái trường hợp như thế thì chuỗi này bắt đầu giảm lỗ đi rất là mạnh mẽ, và đến năm 2022 cái việc mà tăng thêm 2% nữa hoàn toàn có thể xảy ra, và họ sẽ tăng được tiếp tục từ 28% lên 30%. Đó, thì đây là những cái mà kỳ vọng của chủ tịch Thế Giới Động anh Nguyễn Đức Tài Tuấn nghĩ rằng là hoàn toàn có cơ sở và hoàn toàn có thể đạt được. Ok, chúng ta sẽ cùng so sánh lại ba cái chuỗi trên thị trường hiện nay, gồm có chuỗi Bách Hóa Xanh, chuỗi BIM và chuỗi Alphamart. Thì chuỗi BIM là một chuỗi của Thổ Nhĩ Kỳ, và họ số lượng cửa hàng họ lên đến khoảng 9.000 cửa hàng, một con số rất là khá là lớn đó. Và Alphamart cái chuỗi này họ ở khu vực Indo, và cái chuỗi của họ khoảng 17.000 cửa hàng đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ba chuỗi này về cái chiến lược kinh doanh họ khá là giống nhau. Khi mà Bách Hóa Xanh thì mục tiêu của họ là giá rẻ để tranh bị chậm, BIM thì là giá rẻ discount, rồi Alphamart họ cũng là cạnh tranh bị chậm. Thì trong ba chuỗi này chúng ta nhận thấy rằng là cái biên lợi nhuận, chúng ta sẽ nhìn biên lợi nhuận trước một chút. Cái biên lợi nhuận của Thế Giới Động ở đâu đó khoảng 3,6%, BIM khoảng 4,7%, và của Alphamart ở đâu đó chỉ 1,4% mà thôi. Cũng lưu ý một chút rằng là các chuỗi này sẽ khác nhau một chút. Khi mà Thế Giới Động thì họ bao gồm cả ba chuỗi nữa là Thế Giới Động, .com và Điện Máy Xanh .com. Còn BIM thì cái mô hình của họ không chỉ là Minimart, mà họ có những chuỗi khác như kiểu giống như kiểu Aeon Mall ở Việt Nam đó. Nó một chuỗi mà đại siêu thị cực kỳ lớn. Rồi, đó. Thế thì chúng ta sẽ nhìn qua cái định giá của những công ty này. Thì P/E của Thế Giới Động bây giờ đâu đó khoảng 13,7 lần mà thôi. Trong đó của BIM đến cuối 2020 là P/E họ là 17 lần. Và P/E của Alphamart là 31 lần. Và chúng ta cần phải nhìn lại một chút là đối với BIM là cái P/E mặc dù chỉ là 17 lần, nhưng mà về cơ bản trong cái cả cái chu kỳ 4-5 năm vừa qua thì cái P/E họ luôn luôn ở mốc 22 lần. Và 2020 vừa rồi họ vừa tăng được lợi nhuận lên khá là cao, chính vậy cái P/E họ giảm, tức là P/E tăng chậm hơn so với đà tăng của giá, khiến cho P/E họ nhìn ở mốc chỉ có 17 lần mà thôi. Đó, đó là một cái số nguyên nhân. Thế chính vì vậy nếu như mà cái chuỗi Bách Hóa Xanh này thành công thì Tuấn tin rằng cái mức định giá của Thế Giới Động sẽ không loanh quanh khoảng 13 đến 15 lần nữa, mà có thể lên đâu đó khoảng 20-22 thậm chí 27 lần. Và trong năm nay thì kỳ vọng của Tuấn sẽ là cái lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5.000 tỷ, tăng trưởng của đó khoảng 29%, 28-29%, với động lực chính là Bách Hóa Xanh hòa vốn ở EBITDA. Ở thứ hai nữa là chứng minh thêm thị trường điện máy nhỏ với cái chuỗi DMS, Điện Máy Xanh Super Mini. Rồi thứ ba nữa là cái thị trường bất động sản phục hồi khiến cho nhu cầu về điện máy tăng rất là mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm. Đấy, đó là ba cái điểm mà tôi nghĩ rằng là tăng trưởng lợi nhuận của Thế Giới Động năm nay rất là tốt. Rồi, câu chuyện thứ hai tôi muốn nói đến đó là câu chuyện về Bluetronics, chuỗi điện máy xanh ở Campuchia. Thì đây, chuỗi này là chuỗi trong năm nay họ lần đầu tiên họ được hòa vốn và họ bắt đầu có lãi. Và mặc dù cho năm nay là Campuchia đang bị ảnh hưởng rất là nặng bởi dịch Covid, nhưng họ tăng trưởng khá là tốt. Đây, khi mà cái thị trường Campuchia của họ mục tiêu năm nay là doanh số 25 triệu đô. Nếu chúng ta nhìn 25 triệu đô của Campuchia với cái doanh số quy mô của Thế Giới Động tại thị trường Việt Nam thì đâu đó chỉ là 5% mà thôi, tức là con số rất là nhỏ. Tuy vậy khi mà thành công tại một cái thị trường nước ngoài đầu tiên, nó là một cái giống như kiểu cái bàn đạp ấy, để Thế Giới Động có thể vươn tầm ra khu vực lớn hơn. Và cái bước sắp tới của Thế Giới Động họ hướng tới là Indonesia. Và chúng ta sẽ nhìn thử cái GDP của các nước này như thế nào. Chúng ta nhìn thấy rằng là GDP của Việt Nam nó đó đến 2020 là 271 tỷ đô. Cột màu đen là cột GDP 2020 đấy. Và cột màu vàng là GDP của 2019. Thì GDP của Việt Nam gấp 10 lần GDP của Campuchia. Đó.
rồi GDP của Việt Nam nó chỉ bằng một phần ba GDP của Indo, một phần bốn của GDP Indo đó. Thì nếu như mở thị trường Indo thì cái tốc độ tăng trưởng của thế giới động sẽ rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta đặt lại câu hỏi là liệu mở lên Google có thể thành công tại Campuchia hay không, tại Indonesia hay không. Chúng ta sẽ nhìn lại chiến lược phát triển của thế giới động trong nhiều năm qua. Thứ nhất đó là cái chiến lược của họ cũng luôn luôn là đặt nhỏ đến trước và đại bác sau. Đặt nhỏ là gì? Đó là thử nghiệm một cái mô hình quy mô rất là nhỏ, và khi cái mô hình được chứng minh thành công họ sẽ mở rộng rất là mạnh mẽ. Đó, nó rất khác với cả các mô hình khác như đại bác đi ngay từ đầu. Đại bác đi ngay từ đầu nếu đúng thì rất là tốt, nhưng nếu như sai thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề đến vốn. Thì cách đi của thế giới động tôi nghĩ là cực kỳ bền vững và an toàn. Đó, và trong trường hợp như thế thì Tuấn tin rằng là việc mà họ mở rộng sang chuỗi của bên Indo họ sẽ đi cũng chậm rãi như thế, và chắc chắn như vậy. Và thứ hai là vũ khí của thế giới động gồm những gì? Thứ nhất là chuỗi điện máy xanh này họ đã được thử nghiệm ở tất cả các quy mô tại thị trường Việt Nam rồi, gồm có điện máy xanh cỡ lớn đúng không, rồi điện máy xanh mini, rồi điện máy xanh super mini dành cho một cửa hàng rất là nhỏ có thể bán được cho một khu dân cư nông thôn đúng không? Thì đó họ đã được thử nghiệm rất nhiều thứ đối với điện máy xanh rồi. Và thứ hai là họ đã thử nghiệm thành công tại thị trường Campuchia, thị trường nước ngoài đầu tiên của họ, và họ đã hiểu được cái làm sao để phù hợp với văn hóa địa phương của từng nước. Thì đó là hai điểm mà tôi nghĩ rằng thế giới động sẽ thành công. Và chúng ta thử nhìn lại những case nào trong thế giới đã từng thành công. Ví dụ như cụ Warren Buffett nói là gì? Khi mà một doanh nghiệp thành công tại một thị trường nước ngoài đầu tiên và họ bắt đầu chuyển sang mở rộng thì đó là một thời điểm rất tuyệt vời để có thể mua vào. Thế đây, chúng ta thì nhìn lại FPT nhé. FPT 2010, cuối 2018 là họ bắt đầu có những thông tin rằng là thị trường Nhật họ đang rất thành công và họ bắt đầu mở rộng sang thị trường mới gồm Mỹ và Úc và châu Âu. Đó. Và chúng ta nhìn thấy là cái đà tăng của cổ phiếu FPT rất là mạnh mẽ thời gian vừa rồi đúng không ạ? FPT giai đoạn 2018 tôi còn nhớ rằng là P/E của họ đó chỉ 10-12 lần, và bây giờ P/E của họ đã tăng động từ 18-20 lần. Đó, thì đấy là một đặc điểm đầu tiên của FPT là công ty Việt Nam. Công ty thứ hai thì chúng ta thử nói đến là công ty Coca-Cola. Năm 1887 là họ bắt đầu mới kinh doanh cái mặt hàng giải khát này. Thì đến năm 1897 là họ bắt đầu thành công tại thị trường Mỹ, đúng không ạ? Họ mất khoảng mấy năm và họ bắt đầu cảm thấy rằng là họ bắt đầu thành công rồi. Thì lúc đó họ bắt đầu mở rộng sang thị trường nước ngoài đầu tiên là Canada. Và khi họ mở rộng sang Canada thì đến 1997 đến năm 1900 họ bắt đầu thấy là cái mô hình tại Canada thành công, họ bắt đầu mở rộng trên toàn thế giới. Đó. Thì khi mà họ mở rộng trên toàn thế giới, Coca-Cola bây giờ một thương hiệu rất nổi tiếng và được rất nhiều người biết đến, và giá của phiếu Coca-Cola tăng rất vọt lên rất mạnh. Chúng ta có thể nhìn lại cái biểu đồ giá Coca-Cola một chút. Ok, chúng ta có thể nhìn lại. Ôi, trên lời tuần này thì bỏng mất rồi. Nhưng mọi người có thể tìm cái biểu đồ giá của Coca-Cola chẳng. Đây. Mọi người sẽ thấy là cái giai đoạn từ 1900 nó ở đây. Và bây giờ cái mức tăng giá nó rất là mạnh mẽ. Đó. Thì đấy là những cái đặc điểm của thế giới động mà tôi muốn nói đến. Và ok, chúng ta sẽ thử đến cái tóm tắt lại như vậy là cuối cùng câu chuyện của thế giới động nó là gì? Một, đây, cái chuỗi của nó là từ 2021 cho đến các năm về sau, đây đang là 2021. Thì câu chuyện của Tuấn tin rằng là giai đoạn từ giữa 2021 đến khoảng giữa 2022 là câu chuyện về bách hóa xanh sẽ có lãi. Và đây chính là điểm bật rất là lớn để giá cổ phiếu cũng sẽ tăng rất là mạnh mẽ. Và thứ hai nữa là khoảng từ 2022 trở đi, đó là câu chuyện về mở rộng cái chuỗi điện máy xanh tại thị trường nước ngoài. Đó, à, như vậy quan điểm của Tuấn rằng là đâu đó 2021 này có thể giá cổ phiếu có thể sideways up, nhưng mà cái đà tăng mạnh mẽ có thể bắt đầu từ 2022. Và sau đây thì Tuấn sẽ nhường lời lại cho anh Linh, khách mời của chương trình Tư điểm đầu tư, sẽ chia sẻ một chút về cái kỹ thuật của cổ phiếu thế giới động. Xin mời anh Linh. Vừa rồi thì anh Tuấn có chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư về cái câu chuyện của thế giới di động trong cái thời gian tới, thì để biết xem là thị trường hiện tại đang đánh giá cổ phiếu này như thế nào.
và liệu rằng nó có cơ hội giao dịch ngắn hạn cho thế giới di động tại thời điểm hiện nay hay không, thì chúng ta cùng đi vào xem cái biểu đồ phân tích kỹ thuật của thế giới di động. Thì trước tiên chúng ta nhìn thấy rằng là thế giới di động đang trong một cái xu hướng tăng giá rất rõ, bắt đầu từ thời điểm tháng 9 năm 2020, thời điểm đó là cái thời điểm mà kết thúc dịch và trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại. Thì ngắn hạn chúng ta đã nhìn và kiểm tra được là một thế giới di động đã trong một cái xu hướng tăng giá rất là tốt. Cụ thể cổ phiếu đã vượt cái đỉnh ngắn hạn của mà cổ phiếu đã mà trước đó đã tạo được quanh vùng giá 127-128, và đây chính là cái vùng giá mà chúng ta có thể cân nhắc để mua vào cổ phiếu này cho cái mục đích là nắm giữ chung và dài hạn cổ phiếu này. Thì đây chính là một cái điểm mà anh chị hoàn toàn có thể chờ giá cổ phiếu điều chỉnh lại về vùng giá quanh 127-128, chính là cái đỉnh mà cổ phiếu đã lập trước đó để có thể mua vào cho mục tiêu trung hạn. Vậy còn ngắn hạn thì liệu có cái cơ hội cho thế giới di động tại vùng giá này hay không? Thì ngắn hạn chúng ta nhìn thấy cái vùng giá 138-140 đang là cái vùng giá mà trước đó cổ phiếu thế giới di động đã vượt khỏi vùng này và đang trong quá trình vi test lại vùng này. Do đó cái vùng này đang được kỳ vọng sẽ là cái vùng mà lực cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ tại vùng giá này và đẩy giá cổ phiếu tăng lên một mức giá cao mới. Sau đó ngắn hạn nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc mua vào nếu mà cổ phiếu này điều chỉnh lại về vùng giá quanh 136-138. Trên đây là cái chia sẻ của Linh về góc nhìn về cái phân tích kỹ thuật về cổ phiếu thế giới di động. Còn tiếp theo thì anh Tuấn sẽ tổng hợp lại những cái điểm chính của thế giới di động đến nhà đầu tư. Rồi thì Tuấn xin tổng hợp lại là trong cái buổi chia sẻ hôm nay chúng ta đã tổng hợp lại thông tin về cổ phiếu thế giới di động gồm có hai đặc điểm chính để cổ phiếu này tăng giá rất mạnh mẽ trong giai đoạn 2022 trở đi, đó là một là bánh áo xanh sẽ có lãi, hai sẽ là cái chuỗi điểm bánh xanh sẽ được mở rộng sang Indo. Về góc độ giao dịch ngắn hạn và trung hạn thì anh Linh cũng đã chia sẻ với anh chị, một đó là trong ngắn hạn chúng ta thể ưu tiên đến gần vùng 137-138 đúng không ạ, và trong dài hạn hơn anh chị mà muốn cái độ chắc chắn của mình tốt hơn thì anh chị có thể chờ vùng giải ngân 127-128, thêm một vùng giải ngân khá là chắc chắn cho cổ phiếu thế giới động này. Rồi thì đó là một chút chia sẻ của Tuấn về cái cổ phiếu thế giới động trong thời gian tới. Và nếu như anh chị có nhu cầu muốn hỏi thêm thông tin gì thì anh chị có thể chat với Tuấn qua cái Facebook này. Và đồng thời Tuấn vẫn nhắn nhủ với anh chị rằng là khi anh chị chọn một cổ phiếu thì anh chị hãy chọn cổ phiếu mà có cái giá trị là đường màu đỏ này tăng dần theo thời gian, và nếu như anh chị chẳng may cũng mua phải giá đắt thì một thời gian sau cũng trở thành giá rẻ đó. Thì Tuấn muốn ưu tiên anh chị là muốn hãy lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất. Và thế giới động thì nói chung là một cổ phiếu tăng trưởng khá là mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua và sắp tới, tôi tin là vẫn là một cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt đó. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư trong buổi tiếp theo.